Chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái buổi test thử nghiệm nhanh vào trong cái con code MT mà có sử dụng thẩm thức FIR này. Thì cái quan tâm nhất của anh em là cái FIR là cái gì và nó hơn gì những con code thường nha anh em. Thì bữa nay mình làm nhanh luôn cho anh em so sánh ngay lập tức luôn, tại vì trong này nó vẫn có các code thường. Các code thường này ví dụ như các trong hợp các Butterworth, Liquid Ridley và Basel. Còn các FIR là nó là một cái đặc biệt hơn rất là nhiều, giống như là nó là một cái loại gia vị đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ xem luôn nhé. 4 in 8 out. Thì ở đây anh em xem là mình đã set up ở trên này. Cắt bình thường nè, anh em thấy là cắt Butterworth nè, thấy không? Rồi. Còn bên này là out số 1 là có sử dụng FIR thuật thức handling 351 tab ra phần routing. Đây nhé, bây giờ mình sẽ mở cái không FIR trước. Đây nè. Đây là hai cái out 1 và out 2 này là mình nối với hai cái full. Thấy full trên kia, cặp loa trái cặp loa phải. Rồi mình sẽ mở cho anh em nghe khi mà không sử dụng FIR, và hồi nữa mình đổi qua hai cái này là có sử dụng FIR, khi mà đổi qua sẽ có thông báo. Bây giờ đây, cái màu xanh lá là có FIR, cái xanh dương là không có FIR. Mình thấy là cái ráp tầng của con kia nó xuống được sâu hơn và cái phản hồi tần số của nó ok hơn khá là nhiều anh em. Ở đây là không có FIR. Cái sự khác biệt nghe nó rất là rõ luôn, đó là cái dải low end của nó đầy hơn hẳn luôn. Thì đơn giản cái thao tác mình làm chỉ là đây, chuyển từ bên cái ao 2 của cái ao 1 hai cái bên này, và anh em thấy là trên cái EQ cho ao 1, ao 2 thì mình không có EQ gì hết. Đây anh em thấy nè, có 16 cái EQ mà không có dùng cái nào hết, tắt hết anh em. Đó, đó là một cái thí nghiệm nhanh, đi vào thẳng cái trọng tâm luôn. Và cái con code này đang được bán với mức giá là dưới 18 triệu, cụ thể là 17 triệu cho một con. Thì anh em nào mà muốn tìm hiểu sâu hoặc là thử trực tiếp, mời anh em đến trực tiếp công ty Đại Liên Thanh là chúng tôi sẽ thử cho anh em xem luôn. Cảm ơn anh em đã xem video nhé.